Rồi, đây là dây dây boa. Lấy về được cái hai cọng dây boa thôi các bạn ơi. Thôi giờ ấy tên 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 đây. Đầu dây. Này là đầu dưới. Chục 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 chục. Đầu dưới. Trong cái khuôn khổ này thì có được nhiều thôi. Đây là đầu trên. Đây là dây boe. Dây E. Dây E dành cho 81 cho 86. Đó. Đây là dòng xe cấp ha. Cho ly gì gắn được ráo hết. Nhưng mà cấp chuẩn thôi. Rồi dây E thì hai đầu nó giống nhau, trên dưới gì cũng được à, khác nhau, hai đầu khác nhau, hai đầu khác nhau. Đây đầu trên nó có cái cục đây, tại vì ở trên nước nó dễ vô, nó chống nước vô từ trên đó. Còn qua xuống đầu dưới thì nước hết vô rồi, nó nằm ở ngoài cái bình xăng con cho nên nó không có cục sổ lốt đó. Đây là dây E. Rồi rồi xong dây E nha, giá thì alo trực tiếp nha. Rồi dây E.